Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình tối nay thứ tư ngày 5 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các thành viên trong tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ứng cử tại thành phố Pleiku đã tiếp xúc với cử tri của ba phường: Tây Sơn, Thống Nhất, Đống Đa. Ngày Môi trường Thế giới, 5 tháng 6 năm 2024 có chủ đề phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay ngày 5 tháng 6, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai ứng cử tại thành phố Pleiku, gồm các đại biểu Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Thị Thu, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Võ Thị Bảo Ngân, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp của thành phố Pleiku đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường Tây Sơn, Thống Nhất, Đống Đa. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku và các ngành đoàn thể thành phố Pleiku cùng hơn 100 cử tri của ba phường Tây Sơn, Thống Nhất và Đống Đa. Tại hội nghị đã có 16 ý kiến kiến nghị của cử tri các phường Tây Sơn, Đống Đa và Thống Nhất gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Pleiku. Các ý kiến kiến nghị chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như đầu tư, xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, đất đai, chế độ chính sách. Những ý kiến kiến nghị này của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku và đại diện các ban ngành của thành phố Pleiku đã trả lời, phản hồi ngay tại hội nghị theo thẩm quyền và lĩnh vực phụ trách. Phát biểu kết luận tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Pleiku hầu hết đều gắn với công tác điều hành, trách nhiệm giải quyết của các cơ quan ban ngành của thành phố Pleiku. Đối với những kiến nghị này, tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các ban ngành của thành phố đã trả lời trách nhiệm rõ ràng, thấu đáo đến cử tri. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên đồng thời ghi nhận các ý kiến kiến nghị mang tính đóng góp xây dựng cho sự phát triển chung của cử tri thành phố Pleiku, trong đó có kiến nghị về việc cần làm tốt hơn nữa công tác cải tạo, xây dựng cảnh quan trong khuôn viên quảng trường Đại đoàn kết, đề xuất cho phép xe cộ lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn cắt ngang quảng trường Đại đoàn kết nhằm hạn chế ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, quy hoạch thêm các công viên trong lòng thành phố. Đối với những kiến nghị liên quan đến vấn đề cụ thể của cá nhân mà chưa được làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cử tri liên hệ với các cơ quan ban ngành liên quan để được giải quyết, làm rõ. Về phía đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ có trách nhiệm tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri. Cùng với đó sẽ đôn đốc, giám sát việc xử lý giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan, đơn vị. Sáng nay ngày 5 tháng 6, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Ma Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tiếp ngài Madam Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Cùng dự buổi đón tiếp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp bày tỏ vinh dự được đón tiếp ngài Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và chào xã giao, đồng thời trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Ấn Độ đối với tỉnh Gia Lai trong thời gian qua thông qua một số chương trình như sóng và máy tính cho em, chương trình nước sạch tại huyện Chư Prông. Cùng với đó là một số chương trình giao lưu về văn hóa và sắp tới là chương trình giao lưu về yoga tại Gia Lai. Tỉnh Gia Lai mong muốn thông qua Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như cá nhân ngài Tổng lãnh sự Madan Mohan Sethi tiếp tục quan tâm hỗ trợ kết nối Gia Lai với Ấn Độ để tạo điều kiện thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo cầu nối để các doanh nghiệp ở các địa phương của hai nước cùng hợp tác phát triển. Thay mặt Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, ngài Tổng lãnh sự Madan Mohan Sethi
cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Gia Lai và cho biết mục đích của chuyến thăm lần này là nhằm để thắt chặt quan hệ tình cảm tốt đẹp, cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển. Ngài Tổng lãnh sự Ấn Độ cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ Gia Lai trên một số lĩnh vực đã hỗ trợ trước đây, đồng thời có thể mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực khác như đề xuất của tỉnh Gia Lai về nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, y tế, cơ sở hạ tầng. Hiện nay, Ấn Độ cũng đang có một số công ty lữ hành đang thực hiện khảo sát tại Việt Nam và mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều chương trình sự kiện xúc tiến du lịch tại Gia Lai. Cùng với đó, tháng 9 năm nay, Ấn Độ sẽ tổ chức sự kiện về thực phẩm và mong tỉnh Gia Lai có thể bố trí một hoặc hai doanh nghiệp tham gia để các doanh nghiệp có cơ hội phát triển, tăng cường xuất khẩu cho tỉnh và cho Việt Nam. Sáng nay ngày 5 tháng 6, tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai và Vườn Quốc gia Con Ca Kinh phối hợp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2024. Sau lễ phát động, các đại biểu và người dân trên địa bàn huyện Mang Giang đã tổ chức trồng 1.000 cây muồng anh đào dọc hai bên tuyến đường từ trung tâm xã Ayun đến Vườn Quốc gia Con Ca Kinh. Việc phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 do Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai và Vườn Quốc gia Con Ca Kinh tổ chức góp phần hoàn thành chỉ tiêu trồng mới 9.000 hecta rừng trong năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng thời sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2024 có chủ đề Phục hồi đất chống hạn hán và sa mạc hóa, nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và nâng cao khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới. Gia Lai là tỉnh có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất cả nước. Những năm gần đây, các doanh nghiệp, người dân đã chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch sang sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm bảo vệ phục hồi đất canh tác và nâng cao giá trị cho các loại cây trồng chủ lực ở địa phương. Mới đây, dự án carbon tự nguyện trong canh tác cây cà phê đã chính thức được khởi động tại Gia Lai, sẽ từng bước đưa ngành cà phê của tỉnh phát triển theo hướng bền vững, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và bà con nông dân còn có cơ hội gia tăng lợi ích kinh tế từ việc bán tín chỉ carbon. Quan trọng hơn là sẽ góp phần để bảo vệ và phục hồi đất canh tác. Dự án carbon tự nguyện nhằm loại bỏ carbon tự do trong khí quyển và cố định chúng trong cây xanh. Dự án không chỉ giúp nông dân tăng thu nhập mà còn cải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tăng độ che phủ rừng trong các chương trình chứng nhận cà phê Rainforest. Tại tỉnh Gia Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp được chọn tham gia trong vai trò là đối tác địa phương để phối hợp cùng nông dân thực hiện. Hiện nay Vĩnh Hiệp đã làm thí điểm ở Gia Lai khoảng 800 hộ, khoảng chừng 800 hecta đã có chứng nhận và cái phát thải nhà kính này cũng được bán đi và đã đưa về cho người nông dân ở một số tiền là rất là, nó không có vẻ là nhiều lắm nhưng mà nó cũng là đủ để người nông dân nhận ra một cái văn hóa kiến thức để cùng chung tay với biến đổi khí hậu, cùng chung tay với chuyển đổi từ cái sản xuất sang một cái sản xuất tốt hơn để giảm phát thải nhà kính. Dự án carbon tự nguyện trong canh tác cà phê thực hiện dựa trên định hướng của tổ chức Rainforest Alliance Việt Nam. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, đang có tầm ảnh hưởng lớn đối với quyết định mua sắm của người tiêu dùng trên toàn cầu thông qua việc chứng nhận và ghi nhãn các sản phẩm hoặc hoạt động đạt tiêu chuẩn của tổ chức này. Chúng tôi triển khai năm đầu tiên với 3 công ty, trong đó có Vĩnh Hiệp làm thí điểm khoảng 4.000 hecta. Và cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đến 40.000 hecta và sang năm nữa 25 là khoảng 70.000 hecta, với hy vọng rằng sau đó thì toàn bộ khu vực trồng cà phê của trong chương trình chúng tôi, trong đó có Vĩnh Hiệp, là hầu hết là theo mô hình nông lâm kết hợp để phủ xanh toàn bộ cây, tạo ra làm vườn cây môi trường mát mẻ xanh tươi để giảm chi phí sản xuất đầu vào, tăng thu nhập cho nông dân bằng cách là có cây ăn quả và có tiền carbon này. Nhận thấy được rất nhiều lợi ích mang lại từ việc trồng cây xanh xen trong vườn cà phê, nhiều nông dân hào hứng khi được vận động tham gia dự án. Mình
canh tác cà phê trồng cây. Các bạn tự nguyện là mình trồng cây lâu năm á, là nó cho có mặt lợi rất nhiều cho bà con, là thứ nhất là bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái, rồi cái thứ hai là sau này bà con có thu nhập. Sản xuất giảm phát thải khí carbon vừa giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, trong khi nông dân giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận là mục tiêu của dự án carbon tự nguyện trong canh tác cà phê, qua đó góp phần thực hiện cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050, đồng thời góp phần bảo vệ và phục hồi đất canh tác, đưa ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai phát triển bền vững. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc hè Ngày Olympic trẻ em, phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và giải vô địch bơi tỉnh Gia Lai năm 2024. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Ilop đã triển khai nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, tạo nên những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Sáng nay ngày 5 tháng 6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc hè Ngày Olympic trẻ em, phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước và giải vô địch bơi tỉnh Gia Lai năm 2024. Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6, giải vô địch bơi tỉnh Gia Lai năm 2024 quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ địa phương trong toàn tỉnh tham gia tranh tài. Các vận động viên chia thành 5 nhóm tuổi, từ 8 đến 17 tuổi, mỗi nhóm tuổi thi đấu 8 nội dung. Giải còn có 3 nội dung thi đấu đồng đội, giải sẽ bế mạc vào sáng ngày 7 tháng 6. Tổ chức lễ khai mạc hè Ngày Olympic trẻ em, phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước và giải vô địch bơi tỉnh Gia Lai năm 2024 nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh, tăng cường học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đánh giá công tác giảng dạy, hoạt động ngoại khóa môn bơi trong và ngoài trường học. Thưa quý vị và các bạn, xã Gia Mơ, huyện Trịp Rông là địa bàn đóng quân của đồn biên phòng Gia Lốp. Với đặc thù là xã biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Gia Lốp đã triển khai nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực, tạo nên những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Người dân ở vùng đất phên dậu của Tổ quốc cũng luôn sát cánh, quân dân một lòng, tạo thành lũy thép biên phòng toàn dân, góp phần giúp vùng biên giới Gia Lai ngày thêm phát triển. Câu chuyện được phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai ghi nhận tại làng Khôn, mới được thành lập vào tháng 1 năm 2024 theo quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai. Tiền thân là một cụm dân cư, làng Khôn mới thành lập vào tháng 1 năm 2024 thuộc xã Gia Mơ. Vì vậy, điều kiện cơ bản về điện, đường, trường, trạm nơi đây vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện, đời sống nhân dân còn gặp nhiều thiếu thốn. Thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn vất vả của bà con, cán bộ chiến sĩ biên phòng Gia Lốp đã nhanh chóng triển khai nhiều phần việc cụ thể nhằm góp phần kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của hệ thống chính trị của làng, giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm thông qua các mô hình sản xuất để sớm ổn định cuộc sống. Phát triển kinh tế trong buôn làng ở làng Suối Khôn cũng nhờ mấy anh bộ đội tuyên truyền bà con, giúp con cái, nhờ bộ đội mà được con cái đi học. Sau khi được thành lập làng Khôn thì chúng tôi đã tiến hành tham mưu cho cấp ủy chính quyền cửa phương nhanh chóng thành lập cái chi bộ lâm thời và củng cố thực lực chính trị để đi vào hoạt động có hiệu quả nhằm nâng cao cái dân trí cho bà con, phát triển kinh tế, góp phần giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cái thế trận biên phòng toàn dân ở trên khu vực biên giới được vững mạnh. Hiện tại làng Khôn có 101 hộ trên 557 khẩu, có 6 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Dơ Rai chiếm trên 91%. Nhiều người chưa biết chữ, bằng quyết tâm chính trị cao nhất, nói đi đôi với làm, trên cánh đồng lúa, rẫy mì, bắp của người dân, vào mùa xuống giống hay thu hoạch, đều có hình ảnh của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Lốp đồng hành, giúp bà con nơi đây thay đổi nhận thức, xóa bỏ dần hủ tục, học cách làm mới hiệu quả hơn để từng bước xây dựng cuộc sống ấm no. Bà con cũng rất phấn khởi là bộ đội biên phòng đứng chân để bạn đây là cũng giáo dục tuyên truyền cho bà con ở đây là đừng nghe theo cái ban xấu luật giao thông đường bộ là an ninh trật tự. Nói chung bà con đây là cũng đồng lòng cũng nghe. Tin yêu bộ đội, bà con làng Khôn cũng đang nỗ lực vươn lên từng ngày, đồng lòng chung sức cùng lực lượng bộ đội biên phòng vun đắp tình yêu với giải đất biên cương,
xây dựng thế trận nền biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.